Rồi, em được miền Tây cũng xin chào cả nhà nha. Hôm nay tiếp tục về mẫu cần câu 8H mới nữa, cho nên là cũng tranh thủ quay phim upload cho cả nhà mình ha. Thì địa chỉ của em là số 370 Nguyễn Huệ, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp nha cả nhà. Địa chỉ cũ là 82 quốc lộ 30 ha. Em có buôn bán dụng cụ câu cá, một câu cần câu, máy câu, dây câu các kiểu nha cả nhà. Đó, anh em ở Cao Lãnh thì ghé ủng hộ shop em nha. Nói chung là giá cả phải chăng hả, đồ câu cần câu mấy câu em ở đối diện qua ngân hàng Đông Á, phường Nguyễn Phú nha cả nhà. Đó thì dòng xe nghĩa trang mình chạy xuống 200m là tới tiệm em nha. Anh em ấy thì đối diện qua ngân hàng Đông Á nha cả nhà. Đó, tiện lợi dễ ấy luôn, cặp đường lộ lớn luôn, chung cần câu mấy câu dây câu các kiểu nha. Đó, mời quý vị cô chú anh chị được xem ha. Đó, cần câu mấy câu dây câu các kiểu. Thì hôm nay mới về được mẫu cần, nó là mẫu chiến thần công 8H nha cả nhà. Đó là tranh thủ quay cho cô chú anh chị nào xem ha. Thì mẫu này là mẫu 8H, mẫu mới 2024 nha quý vị. Đó, đó là carbon, lóng dưới là băng caro, còn ở trên những lóng trên là carbon sắn nha cả nhà. Thì mẫu cũ thì nó là carbon băng caro, đó phôi nó thì nó mỏng hơn cả nhà, còn mẫu mới này thì là phôi nó dày hơn cả nhà, nó phôi nó cực kỳ dày luôn. Nó quay cho cô chú anh chị mình xem ha, phôi ha. Đó, phôi của nó thì cực kỳ dày, nó dày hơn là cái mẫu cũ nha cả nhà. Đó thì lóng mình tháo ra không quay gì cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó, ok vậy. Phía dưới thì có rãnh ABS ha, rãnh ABS là chống bó cứng nóng cho mình ha. Phía trên là carbon sắn nha, nha. Còn ở trên được sơn đậm để phủ đầu lóng thôi nha, nó được sơn đậm để phủ đầu lóng ha. Thì mẫu này là phôi nó dày cho nên là nó không có sơn bóng phủ đầu lóng thì nó sẽ tăng thêm độ nặng cần ha cả nhà. Nó cho cả nhà mình biết ha, thì họ sẽ sơn phủ một lớp như thế này thôi, nó để cho giảm trọng lượng của cần. Nếu nó dày quá thì cái cần nó không có làm dài được nha cả nhà, nó sẽ bị cong nhiều ha. Hả? Thì em lấy ra đây là xe 6m3, em quay từng chi tiết trên dưới cho cả nhà mình ha. Đây nút bịch nó trên, nó nhận xuống như thế này ha. Đó, rất là đẹp luôn. Mẫu cũ thì nó là văn caro cho nên là phôi nó mỏng hơn, mẫu này thì phôi nó dày hơn nha cả nhà. Đọt của nó là 2 ly 2 ha, đọt của nó là 2 ly 2. Đó, dây săn hàng luôn. Đó thì chuyến này em về thêm xây 7m2 và 8m1 nè cả nhà, từ 3m6 đến 8m1 luôn. Nó cô chú anh chị mình xem ưng mẫu nào thì cứ alo cho em được ha. Đó, này là mẫu 8H nha. Khi mua cần sẽ được một cái bao cần như thế này nha cả nhà, và một cái ngọn phụ ha, sẽ được tặng kèm một cái ngọn phụ chính hãng của cần luôn. Đó, và trên túi cần thì có ghi xây cho mình ha, 8H 8M1, và tên thân cần cũng vậy luôn ha, có ghi cho mình cái độ dài cần và cái độ cứng của cần luôn. Đó, cho cô chú anh chị xem ha. Đó thì đối với 7m2 và 8m1 thì nó sẽ có đối trọng nó nặng hơn, tại cần dài á cả nhà, cho nên là đối trọng nó sẽ nặng hơn ha. Còn những còn lại thì cái đối trọng của nó sẽ khác lại, cho nên là cả nhà mình khi mua cần thì có những cái lưu ý như thế này cho mình ha, để mua về nó sao mà những cái có lối trọng to cái lối trọng nhỏ, tại vì nó xây dài cả nhà, nó xây dài cho nên lối trọng nó gì nó sẽ căng được cái cần lại ha. Đó thì hàng này là bên em bán là hàng chính hãng của công ty, cho nên là anh em có đủ size cho cả nhà mình luôn. Đó, anh em buôn bán thì cứ yên tâm ha, và bên em có luôn lóng thay cho mình ha. Đó, lóng thay từ lóng 2 đổ lên đọt là có lóng thay đó, nhưng mà hôm nay thì em sale với giá rẻ thử ra, thì khi mua hàng thì anh em mua 2 cây trở lên thì em bao ship, một cây thì phí ship là 30.000 nha cả nhà. Đó thì hôm nay em cũng thanh lý giảm cho cả nhà mình luôn, nó về đủ xây với em về được nhiều hàng cho nên là cũng quay cho cô chú anh chị mình xem ha. Nó chung là đây xây 7m2 luôn nha, nó từ 3m6 7m2 đến 8m1 luôn. Rồi em sẽ căng từng xây cho cả nhà mình ha, khi căng em sẽ tháo nút bịch ra, nút bịch này cũng nặng á, mấy chục gram á. Đó, tháo ra rồi căng cho quý vị cô chú anh chị xem ha. Cái này là nho xả ngồi. Đó,
Rồi mình sẽ căng từng xây nha cả nhà. Đầu tiên là xây 3m68H nha. Nó nặng là 171g nha cả nhà. Nó nặng 171g nha. Xây 3m6 nha. Đó 171g. Nó đọt của nó cũng là 2 ly 2 luôn nha cả nhà. Nói chung là đọt của nó là nó đều nhau hết nha cả nhà. Nó đọt của nó là đều nhau hết nha. Nó đọt nó là 2 ly 2 ha. Nó chỉ 7 màu sang hàng như thế này ha. Nói chung là cần làm thì phôi đợt này rất là dày cho nên là cô chú anh chị mình yên tâm ha. Đó, sơn đầu lóng như thế này, nó được sơn thôi. Nó không được sơn bóng, tại vì sơn bóng thì nó sẽ làm tăng cái trọng lượng của cần lên ha cả nhà. Đó. Rất đẹp nha. Đó. Rồi, 171g cho xe 3m6. gram cho xây 4,5 m nha cả nhà. Đó. 244g 41g xây 4,5 m. Rồi xây 5,4 m ha. Xây 5,4 m là 306g, 5,4 m là 306g nha cả nhà. 306g. Rồi xây 6,3 m. 6,3 m là 422g. Cô chú anh chị thông cảm nha, tại vì cần làm phôi nó dày cho nên là nó phải nặng rồi, cần 8H mà. Còn cái chị cần lên nhẹ hiều là phôi nó mỏng. Đó, cho nên mình câu cá lớn rồi nó hay bị nổ lắm. Cho nên là phôi này làm dày rất là ok, cho nên cô chú anh chị mình cũng thông cảm gì vấn đề mà sau này nặng là do phôi nó dày, mình câu nó yên tâm hơn. Đó. Cây 7,2 m là 543g nha cô chú anh chị. 543g nha, xe 7,2 m nha. Rồi. Rồi, tiếp theo nữa là xây 8,1 m. 8,1 m là 661g. Nó là xây 8,1 m ha. Là 661g. Nói chung là cần thì tải cá là 4 đến 5 kg là bình thường nha cả nhà, nó xây nhỏ ha, còn xây lớn á mình tải cá là 6 đến 8 kg. Nhưng mà khi nhắc tỉnh lên thì xây nhỏ thì nhắc tỉnh 1 đến 2 kg. Đó, xây lớn thì 2 đến 3 kg. Đó, tùy theo cái độ dài cần. Đó. Cho nên là cô chú anh chị mình nhắc cá ha. Mà em phiên nếu như mà dính cá thì chúng ta dìu vô thôi, chứ không có tội dạ gì mà anh em mà cứ nhắc lên chi. Nhiều khi thời tiết nắng mà khi nọ đồ cả nhà, nó hay giòn phôi, thì chúng ta nhắc hoài thì cần mình nó sẽ nhão phôi, rủi ro nó cao thôi, nó dính cá bự thì xúc thôi. Nó không quay sơ lược cho cái cần nữa, rồi báo giá cho cả nhà mình ha. Nó cần cực kỳ đẹp cả nhà. Đó, quăng gốc với là quăng carbon caro. Đó, con trên là carbon sắn nè. Đó, đủ thứ nha, 8H nha. Rồi giá em được hôm nay sẽ giảm cho cả nhà mình ha, cho nên được cả nhà mình dễ xài, dễ chơi, dễ sử dụng ha. Giá 3,6 m của cây chiến thần công 8H thế này ha, là giá là 260.000 nha cả nhà. Đó, giá giảm còn 260.000 thôi, phôi cực kỳ dày, khi mua sẽ tặng kèm một ngọn phụ nha cả nhà. Giá là 260.000, xây 4,5 m là 290.000, xây 5,4 m là 320.000, xây 6,3 m là 350.000. Đó, xây 7,2 m là 390.000 và xây 8,1 m là 440 nha cả nhà. Đó, còn xây 7,2 m với xây 8,1 m là nó sẽ tăng hơn 40.000 so với cái 6,3 m và 5,4 m. Từ 3,6 m đến 6,3 m là chỉ tăng 30 thôi, còn từ 7,2 m đến 8,1 m là tăng 40 nha cả nhà. Giờ nó làm nóng gốc, chắc em nghĩ do làm nóng gốc carbon nó tốn nhiều cho nên là phí nó sẽ tăng lên 40.000 cho cả nhà mình ha. Đó, rồi em xin nhắc lại giá cho cả nhà mình ha. 3,6 m là 260, 4,5 m là 290. Đó, 4,5 m là 290, 5,4 m là 320, 6,3 m là 350, 7,2 m là 390. 7,2 m là 390. Còn 8,1 m là 430 nha cả nhà. Đó, 430 nha, giá cực kỳ rẻ luôn. Cả nhà mình nhanh tay lên nha. Đó, nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hết nha cả nhà ơi. Rồi khi mua kèm sẽ tặng kèm một ngọn phụ luôn. Đó, một kèm ngọn phụ luôn cả nhà. Thì cần này thì 3,6 m, 4,5 m, 5,4 m thì anh em rút ra cần thì rất là thẳng nha. Còn 6,3 m, 7,2 m thì rút ra nó sẽ cong nha cả nhà, tại mình xây dài mà. Đó, thì anh em rút ra thì nó sẽ cong. Còn 3,6 m, 4,5 m, 5,4 m thì rút ra cần thẳng băng này nha cả nhà. Đó,
thì xe ngắn thì rút ra thẳng nha. Đó rồi, cả nhà mua hai cây trở lên em bao ship nha, một cây thì phí ship 30.000 nha. Rồi em được miền Tây xin chào cả nhà nha, xin chào anh em và các bạn nha. Mua hàng cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0963 890 470 nha cả nhà. Một số liên hệ để mua hàng duy nhất nha. Đó, 0963 890 470 nha. Đó, rồi em được miền Tây xin chào cả nhà mình nha.